Video này chào mấy bác nha. Thì đây là một con TD33 nữa, và em đã lên chế hai kim cho nó, và máy rất là êm nha mấy bác nha. Đấy, máy êm cực kỳ luôn. Để em lên ga này. Rất là VIP luôn mấy bác nha. Cực kỳ đỉnh. Thì đây là một con TD33. Thì cái lô hàng vừa rồi về, thì em có nhập về rất là nhiều những con máy rất là đẹp. Đó, ở đây trời lại mưa nữa rồi. Thì em á, thì lô đầu tiên của một con TD em đã lên chế ga ngang cho nó. Thì con này em sẽ bán cho mấy bác giá rất là cạnh tranh, để mấy bác nào có những con máy đẹp để mà sử dụng thì em sẽ bán cho mấy bác giá chỉ có 1,5 triệu thôi, báo ship tận nhà. Đó, cố gắng bán cho trôi lô hàng. Đó, 1,5 triệu là chỉ có một con một giá đó thôi mấy bác nha. Một con một, em hứa luôn không bao giờ có giá đó, bởi vì cái bình xăng này, cái chế xăng đã mất 200.000 rồi. Thì em lên như thế này thì em sẽ bán cho mấy bác đó 200, hơn 200 rồi nha, cộng boe cộng với những cái phần này thì nó đã hơn 200.000 rồi. Thì em bán cho mấy bác là con này, bởi vì chào mừng cái con đầu tiên em lên chế hai kim, nên em bán cho mấy bác là giá chỉ có 1,5 triệu thôi, bao ship tận nhà, và cam kết một con máy rất là ngon, yên tâm là bao ngon luôn, cam kết nha. Thì giá rất là hữu nghị, cần kiếp còn rất là đẹp, có chắn cỏ rin luôn kìa, đẹp nha, cần xoay nha, cần xoay 360 độ. Thấy không? Thì em cố gắng bán cho trôi lô hàng cho nó nhanh. Cái giá bên em đưa ra là 1,5 triệu, những con sau sẽ đắt hơn đó. Okay,